đi đến từ cái thủ ông anh ở trong trận thi đấu chung kết ở trong giải đấu. Hit mình Greg, hit Greg, mình là người lập mạng và quân ở phía bên trên là hit Greg. Sao bên kia lại hit Pan. Thật không thể tin nổi. Ôi thần linh ơi. À, hôm nay ta quỳnh tắm hương. Dã man và tàn bạo. Không, Quỳnh không phải Huỳnh. Đây màn hình máy của game thủ No 1. Greg thôi, tạm thời xem Greg trước đi. Con lệch thi đấu nó nặng lắm. Cảm giác như game thủ thi đấu mà thắng thì vã mồ hôi ra, thua thì nhìn mặt thương. Vâng, giờ thì vẫn đang còn sớm nhưng không biết là con C6 hay không. Màn hình máy của game thủ Hồng Anh tiếp. Hồng Anh là người cầm cung thì tất nhiên là vẫn hy vọng, thậm chí là tràn trề. Nhưng mà bên kia thì bên kia là hit, còn bên này là Greg. Thôi, cả mày cả mày. Vâng, nó 1-25 nông dân quay trở lại với trận thi đấu rồi thôi. Vâng, đang còn có Resai. Úi dồi, Resai thật. Nó chơi
Đây màn hình máy của game thủ Hồng Anh. Ôm được hơn 900 thực rồi. Bây giờ thì cái thủ nông một cũng đã bắt đầu có ngựa giò và vác nông dân lên phía trên. Ý đồ nhìn có vẻ là giống ôm bom, nhưng Pamiran bây giờ cũng đã có lạc đà rồi. Bây giờ thì phải có tầm 50 phù công ở đây thì may ra để giải quyết xong bàn. Chứ bây giờ mới nhảy đời không thì cũng không ăn thua. Mà ba lại còn không có vàng nữa. Drake không có vàng, không nghĩa việc ghi sai rồi. Không thể tin nổi. Quân bài là khủng khiếp và dã man. Tan hit trận trước là xe nghề zip. Rồi cái gì nữa tôi nhìn thấy quân là tôi thấy nản lắm rồi. Chúng ta hãy cùng chờ xem có xe đấu thứ 6 hay không. Hôm nay thì có lẽ là đúng 6 giờ là bắt đầu giao hữu Việt Nam Trung Quốc. Hôm nay sẽ đánh 5 kèo.